Binh sĩ Ukraine kể trận đối đầu lính đến thuê Nga ở Bamut. Binh sĩ Ukraine cho hay, trong cuộc tấn công vào Bamut, các tay súng Wagner liên tục lao về phía họ, hết đợt này đến đợt khác. Phía tây nam thành phố Bamut, miền đông Ukraine, hai binh sĩ Andriy và Borisid bám trụ trong một công sự nửa chìm nửa nổi. Suốt nhiều tuần qua, họ đã đối đầu với hàng trăm tay súng từ công ty an ninh tư nhân Wagner, lực lượng thường trực mô tả là nhóm lính đến thuê Nga. Đổ chiếc khăn trùm đầu kính mít chỉ để hở mắt và miệng, Andriy kể lại cuộc đối đầu dường như kéo dài bất tận của đơn vị họ khi lực lượng Wagner tấn công nhằm kiểm soát Bamut. Chúng tôi đã chiến đấu trong khoảng 10 giờ liên tục, Wagner không tấn công theo từng đợt mà tiến hành ồ ạt liên tục, không gián đoạn, như thể họ không ngừng kéo đến, anh nói. Theo lời Andrei. Những khẩu AK-47 của họ khai quả liên tục tới mức đỏ nồng, buộc họ phải liên tục đổi súng. Đơn vị chúng tôi có khoảng 20 binh sĩ, trong khi phía họ có tới 200 người, anh nói. Tập đoàn Wagner được thành lập năm 2014 và có khoảng 8.000 dân sự tính tới tháng 4 năm 2022. Khi Nga phát động chiến dịch quân sự Ukraine, Wagner đã tăng cường tuyển mộ thành viên, trong đó có nhiều phạm nhân trong các nhà tù Nga. Lãnh đạo Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết xã hội Nga cho những tù nhân này cơ hội để chiến đấu Ukraine. Đối lại, họ sẽ được ân xá sau khi hoàn tất hợp đồng phục vụ 6 tháng trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Họ tiến lên không sợ và nhìn thẳng vào mắt kẻ thù, ông Prigozhin nói hôm 5 tháng 1. Đây là những chiến binh bẩm sinh và họ nhận thấy điều đó, xung đột đang diễn ra và họ phải bảo vệ quê hương. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định phương thức tác chiến chủ đạo của Wagner là điều các tân binh mới tưởng mộ, từ các nhà tù lao về phía trước trong đợt tấn công đầu tiên. Những tân binh này hầu hết đều kém về kỹ thuật và không được trang bị tốt. Nhóm đầu tiên gồm khoảng 10 binh sĩ tiến lên 30 mét để chiếm lĩnh vị trí đầu cầu. Andrew mô tả cách Wagner tiến công trên chiến trường, sau đó một nhóm khác tiếp tục tiến lên thêm 30 mét nữa, từng bước Wagner cố gắng tiến dần lên. Dù phải đánh đổi rất nhiều mạng sống trong quá trình này, chỉ khi đợt lính đầu tiên đã kiệt sức hoặc không còn người, Warner mới cử những chiến binh giàu kinh nghiệm hơn tham gia tấn công, thường là từ hai bên sườn, trong nỗ lực đánh chiếm các vị trí Ukraine đang cố thủ. Andrew nói rằng, việc đối mặt với các cuộc tấn công như vậy là trải nghiệm đáng sợ và chưa từng có. Xã thủ súng máy của chúng tôi gần như phát điên vì anh ta liên tục bắn, nhưng họ không dừng lại, anh cho biết. Ngay cả khi đợt tấn công đầu tiên bị chặn đứng, lớp tiếp theo tiếp tục lao đến, đến khi quân phòng thủ Ukraine gần như hết đạn và bị bao dây. Vấn đề là họ tràn ngập quanh chúng tôi, đó là cách họ bao vây chúng tôi. Họ đến từ những hướng mà chúng tôi không ngờ tới. Andre cho hay, chúng tôi bắn đến viên đạn cuối cùng, ném hết số lũ đạn mình có, chỉ còn lại tôi và vài người khác. Chúng tôi thực sự bất lực trong tình huống như vậy. Nhưng họ đã may mắn, những người lính Ukraine cầm cự được đến giây phút cuối cùng. Tới cuối ngày, quân Wagner rút lui. Lời kể của Andre trùng khớp với một cuộc đối đầu trong báo cáo tình báo từ Ukraine mà CNN có được hồi tuần trước. Theo báo cáo này, nếu lực lượng Wagner chiếm được một vị trí của Ukraine, phát binh Nga ở tuyến sau sẽ bắn yểm trợ để họ đào hố trú ẩn và củng cố chiến tuyến. Từ thông tin nghe lén các cuộc trao đổi của đối phương, quân đội Ukraine cho hay khả năng phối hợp tác chiến giữa Wagner và quân đội chính quyền Nga thường thiếu chặt chẽ. Trong cuộc trao đổi với CNN tuần qua, lãnh đạo Wagner Prigozhin khẳng định, công ty của ông là một tổ chức quân sự mẫu mực tuân thủ tất cả các quy tắc cần thiết trong giao tranh. Đơn vị của Andriy cho biết, họ đã bắt được một tay súng Wagner làm tù binh và khai thác được một số thông tin hữu ích từ người này. Theo đoạn ghi âm cuộc thẩm vấn, người đàn ông này là một kỹ sư bị cách án tù vì tội buôn bán ma túy. Ông tình nguyện gia nhập Wagner với niềm tin rằng có thể được xóa án tích để con gái gặp ít khó khăn hơn khi theo đuổi ước mơ trở thành luật sư. Họ đưa chúng tôi ra tiền tuyến vào ngày 28 tháng 12 và chúng tôi được yêu cầu tiến công vào tối qua, tù binh này nói. Có bao nhiêu người trong nhóm? Andri tiếp tục hỏi. 10. Người đàn ông trả lời. Andri, người đến từ thành phố Odessa, phía tây nam Ukraine, và đã tham gia chiến đấu chỉ vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm ngoái, nói rằng bất kể có bao nhiêu lính được cử tới từ phía bên kia chiến tuyến, họ vẫn sẽ kháng cự. Hầu hết đồng đội của tôi đều là lính tình nguyện, họ có công việc kinh doanh tốt, việc làm ổn định, mức lương cao, nhưng họ đến để chiến đấu vì quê hương mình, và họ tạo ra những khác biệt lớn. Anh quả quyết, đây là cuộc chiến giành tự do. Chiến trường thảm khốc Bamut, trận chiến dài nhất và trả giá đắt nhất ở Ukraine. Bamut của hiện tại là địa ngục trần gian, nơi xảy ra trận chiến dài nhất trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, đã biến thành phố mỏ muối và thạch cao này thành một thị trấn ma. Du khách thường dạo qua các tòa nhà từ cuối thế kỷ 19 ở Bamut, tận hưởng những chuyến đi dạo trong công viên giang hồ rập bóng hoa hồng và thưởng thức rượu vang sủi bọt, được sản xuất trong các hang động lịch sử dưới lòng đất. Đó chỉ là quá khứ khi thành phố ở miền đông Ukraine là một địa điểm du lịch nổi tiếng và chiến tranh chưa tràn qua nơi đây. Bà Mút của hiện tại là địa ngục Trần gian nơi xảy ra trận chiến dài nhất trong cuộc chiến của Nga đã biến thành phố mỏ muối và thạch cao này thành một thị trấn ma. Bất chấp ném bơm pháo kích và cố gắng bao dây Bamut trong 6 tháng, các lực lượng của Nga vẫn chưa kiểm soát được Bamut. Nhưng chiến thuật thiêu đốt của Nga đã khiến Bamut trở thành chiến trường thảm khốc nhất. Đó là địa ngục Trần gian Tôi không thể tìm đủ từ ngữ để diễn tả điều đó. Binh sĩ Ukraine Petro Volostenko, người được biết đến trên chiến trường với cái tên Stone, nói với giọng đầy xúc động và phẫn uất. Volostenko, người gốc Kiev, đến khu vực này vào tháng 8 khi cuộc tấn công của Nga bắt đầu và kể từ đó ông đã trải qua sinh nhật Giáng sinh và năm mới tại vùng đất Bermud. Người đàn ông 44 tuổi này chứng kiến thành phố nằm cách biên giới Nga khoảng 100 km, dần dần biến thành một vùng đất quan đầy đổ nát. Ông cho biết hầu hết các ngôi nhà đều bị đổ nát, không có mái, trần, cửa sổ hoặc cửa ra vào khiến chúng không thể ở được. Trước chiến tranh, dân số bao khoảng 80.000, nay chỉ còn vài nghìn cư dân. Họ hiếm khi nhìn thấy ánh sáng ban ngày, vì họ dành phần lớn thời gian trong các tầng hầm để trú ẩn khỏi những cuộc giao tranh ác liệt xung quanh và phía trên họ. Thành phố liên tục trùng mình với âm thanh bị bóp nghẹt của các chủ nổ, tiếng súng cối và âm thanh liên tục của pháo binh. Bất cứ nơi nào ở Bamut cũng đều là một mục tiêu tiềm năng. Bamut nằm ở tỉnh Donetsk, một trong bốn tỉnh mà Nga sắp nhập vào mùa thu, nhưng Moscow chỉ kiểm soát khoảng một nửa diện tích này. Theo Mikola Benleskov, một nhà nghiên cứu tại Ukraine, để chiếm một nửa còn lại, các lực lượng Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi qua Bamut, nơi cung cấp cách tiếp cận duy nhất tới các thành phố lớn hơn do Ukraine nắm giữ kể từ khi quân đội Ukraine chiếm lại được Isum ở tỉnh Kharkov vào tháng 9 năm ngoái. Ông Pian nói, nếu không chiếm được các thành phố này, quân đội Nga sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tình trạng xuống cấp ở Bamut bắt đầu cho mùa hè sau khi Nga chiếm thành phố lớn cuối cùng ở tỉnh Lugansk lân cận. Sau đó, họ đổ quân và thiết bị để chiếm Bamut và Ukraine cũng làm như vậy để bảo vệ thành phố. Đối với Nga, thành phố này là một bước tiến tới mục tiêu chiếm phần lãnh thổ còn lại do Ukraine nắm giữ ở Donetsk từ các chiến hào bên ngoài thành phố hai bên đào sâu vào những gì đã trở thành một cuộc đối đầu mệt mỏi khi ukraine thu hồi lãnh thổ ở phía bắc và phía nam và các cuộc không kích của nga trên khắp đất nước nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác những tháng chiến đấu làm kiệt quệ quân đội của cả hai bên theo volostenko vào mùa thu nga đã thay đổi chiến thuật và gửi bộ binh thay vì thăm dò tiền tuyến chủ yếu bằng pháo binh Nhà nghiên cứu Pian Leskov cho biết, những người Nga ít được đào tạo nhất sẽ đi trước để buộc người Ukraine nổ súng và phơi bày những điểm mạnh và điểm yếu trong hàng phòng thủ của họ. Ông Pian Leskov cho biết, các đơn vị được huấn luyện nhiều hơn hoặc lính đánh thuê của tập đoàn Wagner tạo nên lực lượng bảo vệ phía sau. Pian Leskov nói rằng Ukraine bù đắp cho việc thiếu thiết bị hạng nặng bằng những người sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Ông nói, được trang bị vũ khí nhẹ, không có sự hỗ trợ đầy đủ của pháo binh, thứ không phải lúc nào cũng được cung cấp, họ đã đứng dưỡng và ngăn chặn các cuộc tấn công càng lâu càng tốt. Kết quả là trận chiến được cho là đã gây ra tổn thất quân sự khủng khiếp cho cả Ukraine và Nga. Người ta không biết mức độ nguy hiểm đến mức nào bởi không bên nào nói sự thật. Giáo sư chuyên nghiên cứu về chiến tranh tại King's College London Lawrence Freeman cho biết, Nhân sự không phải là vấn đề của Nga và theo một cách nào đó là vấn đề của Ukraine nhiều hơn, không chỉ chỉ thương dung rất đau đớn mà họ thường là những binh lính tốt nhất của Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh gần đây đã báo cáo rằng lực lượng Wagner đã chứng kiến hơn 4.100 người không qua khỏi và 10.000 người bị thương, trong đó có hơn 1.000 người thiệt mạng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 gần 31 Các con số là không thể xác minh. Tổng thống Ukraine Zelensky trong một bài phát biểu gần đây đã mô tả tình hình ở Bamut là rất khó khăn. Đây là những cuộc tấn công liên tục của Nga.